Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, cứ xây nhà năm 2022 sẽ được lộc trời cho, suốt đời giàu có, bình an. Hoan hỷ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát, kênh Phong Thủy hữu ích, chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi phong thủy, đời sống ứng dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt chương trình này được sự tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Thay mặt cho 30 tập chương trình, xin mến chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, an cư, lạc nghiệp là lời khuyên của ông bà ta từ rất nhiều đời trước cho đến ngày nay vẫn còn ẩn chứa rất nhiều giá trị sâu sắc. Một ngôi nhà tốt sẽ tạo nên hồng phúc, đem tới vận may cho gia chủ cùng với các thành viên trong gia đình. Xét theo góc độ tâm linh, các yếu tố để tạo nên một ngôi nhà tốt bao gồm rất nhiều điều như cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý và cảnh quan xung quanh. Nhưng trong đó quan trọng nhất vẫn là hướng nhà và tuổi của gia chủ, đặc biệt đối với các gia chủ tuổi Quý Hợi. Với đặc điểm của cung mệnh là đại diện cho nhân tố đất thì tầm quan trọng của hướng nhà lại càng nâng cao rõ rệt. Vậy các mệnh chủ tuổi Quý Hợi xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần như thế nào để phúc lộc dồi dào, càng ở lâu càng giàu có, tiền bạc ùn ùn kéo tới? Xin mời quý vị cùng theo dõi luận bàn chi tiết ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát. Trong năm Nhâm Dần 2022, các mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 đã bước sang tuổi 40. May mắn, năm nay các mệnh chủ không bị phạm Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai. Xin chúc mừng tuổi Quý Hợi, mệnh chủ có thể tiến hành xây nhà một cách thuận lợi và không cần phải đi mượn tuổi để xây nhà. Những gia chủ tuổi Quý Hợi thuộc cung Cấn, mệnh Thổ có bốn hướng tốt là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Và những hướng xấu với tuổi Quý Hợi bao gồm bốn hướng sau: hướng Nam Họa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát và Bắc Ngũ Quỷ. Khi ở trong những ngôi nhà không hợp hướng thì những mệnh chủ tuổi Quý Hợi thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, gia đình nhiều khi bất hòa cãi cọ, công việc gặp nhiều trắc trở hay bị tiểu nhân hại lén, chọc gậy bánh xe, khiến cho đường công danh sự nghiệp cũng như tài lộc bấp bênh. Cho dù kiếm được tiền nhưng rồi cũng lại mất hết. Vậy nên để hóa giải những điều xấu do ở trong nhà không hợp hướng mang lại, những gia chủ tuổi Quý Hợi cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng cho các gia chủ tuổi Quý Hợi. Treo gương trước cửa để hóa giải những hung khí từ bên ngoài đi vào nhà, cũng như hóa giải những khí xấu do nhà không hợp hướng mang lại. Hơn nữa, gương được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo đúng gia chủ tuổi Quý Hợi. Vậy nên gương sẽ phát huy công năng tốt nhất, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ tuổi Quý Hợi và những người xung quanh trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được hướng nhà tốt, nhưng để biết được hướng có xây được nhà hay không, chúng ta lại phải xét đến yếu tố thiên khí, tức là những cát tinh và hung tinh ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đất quý vị định động thổ xây nhà. Đất được vận thì tuổi nào xây cũng được, đất không được vận thì chọn năm khác xây. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những nhà hướng nào xây tốt, hướng nào được lộc trời cho, giàu sang, phú quý, trọn đời? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý Quý từ 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng, mùa Thu Tiến, mùa Đông Vượng, mùa Xuân Tiết, mùa Hạ Tử. Kẻ sĩ gặp nó ăn được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tỷ hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là một trong bốn hướng xấu
với các mệnh chủ tuổi Quý Hợi, ở hướng này bị phạm vào cung ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó mang đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở trong nhà hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm. Vì vậy, để hóa giải hung họa do nhà bị phạm ngũ quỷ, các mệnh chủ tuổi Quý Hợi cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải những xung sát do nhà phạm phải hướng ngũ quỷ mang lại. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm có ba sơn, Bính, Ngọ, Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tưới sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam với những gia chủ tuổi Quý Hợi cũng là hướng không hợp. Tuổi Quý Hợi ở hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao Lục Tồn thuộc hành thổ, là một trong những hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên các mệnh chủ tuổi Quý Hợi cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy mai hoa phú quý, cũng như là một gương bát quái tinh cầu để hóa giải những hung khí do nhà không hợp hướng mang lại. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm có ba sơn, Giáp, Mão, Ất từ 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa Dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh, cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Những gia chủ tuổi Quý Hợi mà ở nhà hướng Đông thì không được hướng, là một trong những hướng xấu cần phải tránh, vì hướng này rơi vào cung lục sát. Lục sát là sao Văn Khúc có ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, xâm đãng, thị phi. Vậy nên các mệnh chủ hãy nhớ treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải cho nhà không hợp hướng, giúp cho gia chủ tuổi Quý Hợi cùng những người trong gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc đủ đầy. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm có ba sơn, Canh, Dậu, Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích Phá Quân ngự trị. Thất Xích là sao Phá Quân, còn gọi là Tạc Tinh, là một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích. Nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Hướng Diên Niên với tuổi Quý Hợi là hướng Tây. Diên Niên hay Phúc Đức tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim là Cát Tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Đối với hướng Đông Trạch này thì Phúc Đức cũng không được tốt cho lắm vì gặp tình huống kim bị khắc chế nên lực khí tốt giảm đi rất nhiều. Thứ năm là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn, Tuất, Cản, Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đáo đến hướng.
lục bạch là sao vũ khúc là các tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 nhâm dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy mai hoa phú quý để đón các tinh hóa giải hung tinh của năm. Hướng Tây Bắc cũng là một trong bốn hướng tốt đối với các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Khi ở nhà hướng này được hướng thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là các tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao thiên y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Thứ 6, hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên, những nhà tọa mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc là hướng tốt với các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Ở hướng này là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là các tinh có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp các tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ 7 là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường, nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Như chúng ta đã biết ở trên, hướng Đông Nam cũng là hướng không hợp với mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Ở hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh, là một trong bốn hướng xấu nhất. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn, vì lại càng gặp tăng khắc về ngũ hành, cho nên sự nguy hiểm của nó càng gia tăng. Vậy nên các gia chủ cần phải treo một gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào trước cửa nhà để hóa giải. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Hướng sinh khí với tuổi Quý Hợi là hướng Tây Nam. Sinh khí là sao Tham Lang tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là các tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng Đông Tứ Trạch thì được hợp trạch vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh. Đối với các hướng đó giúp cho nhà cửa gia chủ thịnh vượng lên. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Quý Hợi trong năm nhâm dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Đừng bỏ qua bất kỳ video nào cũng như là thông tin mới nhất của chúng tôi, bởi vì mỗi ngày mỗi tuần thì chúng tôi đều có một nội dung mới gửi tới quý vị. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.